Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh thời gian qua. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lào Cai đã bầu được 55 đại biểu theo đúng quy định. Sau hơn một năm hoạt động, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 đã tổ chức thành công 3 kỳ họp theo luật định. Trong hoạt động Hội đồng Nhân dân đã có nhiều đổi mới như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kỳ họp, thực hiện kỳ họp không giấy tờ. Các nội dung của kỳ họp thì đều được đăng tải trên phần mềm chuyên biệt và các đại biểu thì đều có những cái điều kiện để khai thác sử dụng rất là thuận tiện và nó cũng giảm bớt được cái khối lượng văn bản giấy được in ra. Năm 2021 và quý 1 năm 2022, các cơ quan Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 50 cuộc giám sát, khảo sát. Bản thân các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện cũng luôn tích cực trao đổi, tìm hiểu kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc hoặc kiểm tra thực tế tại cơ sở. Qua đó kịp thời đề xuất các kiến nghị phù hợp để các cấp, cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ cho người dân. Nếu chúng ta tăng cường cái hoạt động giám sát, việc giải quyết cái ý kiến kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền thì cũng góp phần nâng cao cái chất lượng hiệu quả của việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Cùng với tăng cường kiểm tra giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã quyết nghị thông qua 75 nghị quyết tại các kỳ họp, trong đó 27 nghị quyết quy phạm pháp luật là những cơ chế chính sách quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các chính sách này nhằm cái động lực để thúc đẩy cho cái phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt nữa là tự chủ cho các cái cơ sở từ huyện đến xã để thực hiện các cái nhiệm vụ này. Và qua đánh giá thì thấy rằng các cái cơ chế chính sách đã được ban hành và nó phù hợp, thấy rằng cử tri và người dân hết sức đồng tình những cái nội dung mà kỳ họp Hội đồng Nhân dân đã thực hiện. Hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác đề ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 trong năm đầu hoạt động đã kịp thời ban hành các nghị quyết, thể chế hóa các chủ trương của Đảng và của cơ quan thẩm quyền cấp trên, quyết định những chính sách, biện pháp có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.